Một trong những hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ Tết Quân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2024 là hội thi nấu ăn bữa cơm sum vầy gắn kết nghĩa tình quân dân được tổ chức vào ngày hôm nay với 10 đội thi đến từ các phường của thành phố Vĩnh Long. Và mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không khí chuẩn bị bữa cơm sum vầy của cán bộ, hội viên phụ nữ và chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ở đó không chỉ thể hiện sự khéo léo, đảm đang, tinh thần giao lưu, gắn kết nghĩa tình mà còn gìn giữ nét văn hóa ẩm thực ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bánh mứt đâu có mua chợ đâu. Chuối rồi xong cái quay qua làm mất bí. Mất bí cái qua cái qua tháng đầu tháng chạp á là bắt đầu mình quất bánh hồng với tráng bánh tráng. Rồi những ngày mà cái mà 20 á bắt đầu ngào chuối rồi mình có đồ để mình cúng mình bán. Truyền thống ngày Tết thì thịt kho thì phải có dưa cải. Hồi trước đó thì nhà còn đông thì mình mua hơi nhiều. Còn sau này nhà ít thì mình mua vài ký là mình làm thôi. Thì cũng làm từ cây cải tươi á. Dưa cải này thì hôm nay là Tết quân dân thôi, còn Tết nhà mình chưa làm. Đến với cái hội thì đã gồm có 5 món. Để nói về cái ký ức Tết xưa thì hầu như gia đình nào cũng có cái bữa cơm sum vầy, đó là món thịt trôi rượu và dưa cải. Thì gợi cho mình khi mà mình hôm nay mình đến với cái hội thi này thực hiện cái món ăn này thì gợi cho mình nhớ đến cái Tết xưa, nó thật là ấm cúng. Khi mà em tham gia hội thi này thì có sự gắn kết giữa dân và quân và các chị em phụ nữ của các phường với nhau. Thứ nhất đó là nhắc về cội nguồn của cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Nếu là Tết thì có bánh, có mứt, rồi gia đình sum họp con cháu là trở về vậy đó. Cái thứ hai có ý nghĩa sâu hơn cái đó nữa là tình quân dân. Nghĩa là trong thời kỳ chiến tranh đó, là Tết bộ đội không có về nhà được mà phải ăn Tết với nhân dân. Nhân dân nuôi chứa rồi bảo vệ rồi đùm bọc rồi lo bánh mứt cho bộ đội, cho nên là đảng nhà nước địa phương mình cũng muốn giữ được cho được hai cái ý nghĩa. Đặc biệt cái Tết năm nay thì là bữa cơm thì bộ đội với dân ăn, đó là các cái phường tự nấu, bộ đội có, dân quân có, phụ nữ rồi các em thanh niên cùng với nhau đó để lo. Coi như là đúng là cái Tết năm nay là Tết sum vầy. Qua đời năm cũ, phiền muộn âu lo, ăn một bữa no, mừng xuân năm mới, Tết mình 24, kính chúc nhà nhà, phúc lộc bao la, tiền giàu tá tá, vui từ há há, rộn rã quanh năm.